Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin, cảm ơn tất cả các khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là Hoa Kỳ rút lại ý định đưa lực lượng gìn giữ hòa bình liên hiệp quốc tới Haiti sau khi có sự phản đối của cả Trung Quốc và cả Nga. Bản tin mới nhất cho biết thì chính quyền cho đã hủy bỏ việc mà đưa một lực lượng gìn giữ hòa bình do Kenya lãnh đạo trong sứ mạng ở tại ha Haiti sau khi mà có sự phản đối của phía Nga và Trung Quốc. Đáng lý họ sẽ có một lực lượng tại đây và ngôn ngữ cũng như là việc mà chuyển tất cả những cái sứ mạng này à, nằm dưới cái lực lượng gìn giữ hòa bình liên quốc đã bị hủy bỏ sau khi mà cái nghị quyết đó đã được đưa ra và hoa kỳ và ecuador đã không nhận được cái sự hỗ trợ của nga và của trung quốc và thay vào đó thì hai quốc gia này tìm cánh tìm cách mà là một năm à, tái lập lại việc mà gọi là quản trị về một cái lực lượng đa phương an ninh hỗ trợ cho sứ mạng này thay vì là lực lượng gìn giữ hòa bình tại đây và nó đã được đưa ra bỏ phiếu trên hội đồng liên Hợp quốc vào ngày thứ hai và trong đó thì nếu được chấp thuận thì một lực lượng đa phương sẽ được gia hạn cho tới tháng 10 năm 2025 và trong các cuộc đàm tháng đàm phán vào đầu tháng này cả Nga và Trung Quốc tái nhắc lại việc phản đối cái ngôn ngữ nằm trong cái hội đồng bảo an liên Hợp quốc là sẽ bắt đầu cái cuộc vận chuyển và trong đó sứ mạng an ninh của lực lượng gìn giữ hòa bình là không thể được đưa ra trong cái tên gọi là lực lượng gìn giữ hòa bình mà họ chỉ gọi đây là lực lượng hỗ trợ và sứ mạng về an ninh. Đây được xem là quyết định mới nhất của Hoa Kỳ đưa ra sau khi và Nga và Trung Quốc nó nói họ nói rằng là cái ngôn ngữ trong cái nghị quyết này không phù hợp và họ muốn đổi lại thành một cái lực lượng à, có cái sứ mạng gìn giữ an ninh và lực lượng này sẽ là đa quốc gia và sẽ có mặt ở tại Haiti cho tới tháng 10 năm 2025 thay vì nó mang cái tên là UN Peacekeeper tức là lực lượng gìn giữ hòa bình. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, sau khi một lãnh đạo của Hezbollah đã bị sát hại tại miền Nam Lebanon, Thủ tướng của quốc gia này tuyên bố là Lebanon sẵn sàng thực thi một cái thỏa ước năm 2006, trong đó cánh vũ trang của Hezbollah sẽ có mặt ở phía nam của dòng sông Latte Litani. Bản tin từ Beirut cho biết thì chính quyền của Lebanon sẵn sàng thực thi toàn diện tất cả những cái nghị quyết của Liên Hợp Quốc, là trong đó là chấm dứt sự hiện diện của nhóm Hồi giáo Hezbollah ở tại phía nam của dòng sông Litani River là một phần trong thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với phía Do Thái. Theo thường trình của Thủ tướng Lâm Thời của Lebanon là Najib Mikati đã cho biết như trên. Ông Mikati cho biết là Lebanon sẵn sàng thực thi tất cả những cái điều đã ghi trong biên bản của Liên Hiệp Quốc và cái nghị quyết gọi là 1701 trong đó là sẽ khai triển lực lượng quân sự ở phía nam của dòng sông này. Và sự dối trá này à, nó diễn ra ở trong vòng 30 km, tức là dọc theo biên giới của Lebanon à, phía nam. Và ông Mikati cho biết, ông và à, Chủ tịch của Hạ viện của, của quốc gia này, là Nabil Berry đồng ý là sẽ chọn ra một à, tổng thống mới vào cuối năm nay à, cho hai năm bỏ trống cái vị trí này. Và trong đó gần như à, đã xảy ra sau vụ có một cái cuộc ngân bắn và tiếp tục có những cái à, cải tổ ở tại Lebanon. Phía lực lượng Do Thái cho biết, là họ đã mở cả hàng loạt các cuộc tấn công vào nhóm Hezbollah trong vòng 2 tuần lễ qua. Và Lebanon, à, giới chức y tế cho biết đã có trên 1.000 người đã bị thiệt mạng và 6.000 người khác đã bị bị thương trong uh, cuộc chiến kéo dài 2 tuần lễ qua. Và không có một cái dấu hiệu nào cho thấy rằng là nó ngưng lại trên một triệu người đã phải rời khỏi chỗ ở của họ. Được cái nghị quyết của uh, Liên Hiệp Quốc là 1701 là chấm dứt cái cuộc chiến kéo dài năm 2006 giữa Hezbollah và Do Thái. Trong đó kêu gọi là Do Thái sẽ rút quân ra khỏi miền nam Lebanon và lực lượng quân sự của Lebanon và lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ là lực lượng duy nhất có mặt ở phía nam của dòng sông Litani River. Đó là một trong những cái uh, chi tiết mới nhất liên quan tới tình hình của Lebanon và của Do Thái. Cùng một lượt thì chính quyền Joe Biden e ngại rằng Iran sẽ tấn công và Do Thái và hiện nay họ đang làm việc với Do Thái trong vấn đề bảo vệ cho Do Thái theo thương trình của phía Hoa Kỳ đưa ra. Chính quyền của Joe Biden e ngại rằng sẽ có các một cuộc tấn công từ phía Iran đã dự tính trong cơn bừng tỉnh mà phía Do Thái đã sát hại nhà lãnh đạo của Hezbollah là Hassan Nasrallah và sẽ làm việc với giới chức của Do Thái trong vấn đề quốc phòng. Các viên chức của Hoa Kỳ đã đưa ra lời phát biểu vào tối ngày hôm qua Chủ nhật và việc mà tham gia vào cái bảo vệ này và chuẩn bị cho cuộc tấn công từ phía của Iran đã thay đổi cái vấn đề của Hoa Kỳ trong cái vị trí của họ và chính quyền Joe Biden đã lên tiếng và nói rằng sẽ có một cái lực lượng đa phương ở tại Do Thái và trong đó ở giữa tháng 4 đã ngăn chặn được 300 cái tròn và hỏa tiễn của Iran bắn vào lãnh thổ Do Thái để phản ứng cho việc Do Thái đánh bom vào cái khu vực ở Syria khiến cho một số tư lệnh của lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran bị thiệt mạng. Và các giới chức Hoa Kỳ đã không cho biết là sẽ có cuộc tấn công như thế nào từ phía của Iran và e ngại rằng cuộc chiến sẽ mở rộng tại Trung Đông trong những tuần lễ gần đây sau khi mà do Thái mở các cuộc tấn công ráo riết vào nhóm Hezbollah tại miền nam Lebanon. Nhóm dân quân được Iran hỗ trợ vẫn cam kết là tiếp tục đấu tranh chống lại do Thái. Trong khi đó thì một chỉ huy trưởng của họ đã bị thiệt mạng và phía của ngũ giác đài đưa ra bản statement vào tối ngày chủ nhật là Iran và các đối tác của họ cũng như các vệ tinh của họ đang nhắm mục tiêu vào các cá nhân Hoa Kỳ trong cái quyền lợi ở tại khu vực và Hoa Kỳ sẽ đưa ra những cái hành động cần thiết để bảo vệ tất cả người dân của chúng tôi. Và phát ngôn viên của ngũ giác đài là tư lệnh Patrick Ryder đã chỉ ra cho thấy là có dấu hiệu là sẽ có cuộc tấn công. Và trong đó Hoa Kỳ đã cho khai triển chiếc hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln ở tại khu vực này cùng với là đoàn tàu tác chiến. Nasrallah đã bị sát hại trong cuộc tấn công vào Beirut vào hôm thứ Sáu vừa qua. Và ông ta được xem là nhân vật quyền lực nhất của Hezbollah tại Trung Đông. Và ông này được xem là một trong những người mà Hoa Kỳ xem là phần tử lãnh đạo khủng bố. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói rằng Hoa Kỳ đã sai lầm khi tìm kiếm một cái sự ngưng bắn và phía Do Thái cần phải hoàn tất công việc của họ. Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Mike Pompeo nói rằng rất sai lầm cho Hoa Kỳ khi tìm kiếm một cái kế hoạch ngưng bắn giữa phía Do Thái và Hamas. Mà trong đó Hoa Kỳ cần phải đoan chắc rằng là Do Thái phải hoàn tất công việc của họ chúng tôi có thể nói ra một cách rõ ràng nên để cho do thái họ hoàn tất công việc của họ ông mike pompeo đã phát biểu vào cái chương trình hôm chủ nhật trên chương trình fox news sunday lời phát biểu của ông đưa ra sau khi mà do thái mở các cuộc không tập vào một loạt các cái vị trí của hezbollah tại miền nam lebanon nhóm này thì có cái viên gọi là người sáng lập của nhóm này là hassan nasrallah đã bị thiệt mạng trong cuộc tấn công hôm thứ sáu và ông mike pompeo đã từng phục vụ trong vai trò ngoại trưởng dưới chính quyền của ông trump lên tiếng tranh luận là nasrallah cùng với các lãnh đạo khác của hezbollah là là sống tới ngày hôm nay là nếu như do Thái và Hamas đồng ý có các cuộc ngừng bắn thì điều này sẽ là một cái thất bại của Hoa Kỳ không có cái sai lầm chúng ta đã biết được lịch sử và chúng ta đã biết được lịch sử từ năm 1967 chúng ta đã biết được lịch sử từ năm 1973 và điều uh, duy nhất có thể bảo vệ cho cho Thái là phải để cho Trung Đông uh, khu vực này có một cái hòa bình và trong đó gần như là chúng ta phải uh, ngăn chặn tất cả những cái uh, gọi là đe dọa từ kẻ thù của cho Thái. Trước đó thì ông cho bên đưa ra một bản statement và kêu gọi cái chết của Nassola là, là một cái hành động uh, công lý và bởi vì ông này phải chịu trách nhiệm cho hàng uh, 4 thập niên uh, có hành động khủng bố khiến cho hàng trăm người dân Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng và đây là một thách thức ở khu vực và nó chỉ là một trong những cái điểm của thế giới Hoa Kỳ vẫn đòi hỏi phía do Thái là phải ngưng lại tất cả những cái à, cuộc chiến này và phải à, hoàn tất à, 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 cái cuộc chiến này thì tốt hơn đó là lời phát biểu của ông đưa ra và ông phản đối chính quyền cho bên tìm kiếm một cái kế hoạch ngưng bắn với Hamas đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay điện Kremlin đã yêu cầu phía Iran là sử dụng các cái thiết bị viễn thông của Nga và sau cái cuộc tấn công về cái hệ thống Pesho và trong đó nói rằng cuộc giao dịch này đang gia tăng sau khi mà có một số thiết bị từ Trung Quốc và từ Nga có thể để cho Iran sử dụng. Bản tin từ Moscow cho biết thì điện Kremlin đã đưa ra lời phát biểu với hãng thông tấn Reuters là lực lượng cách mạng hồi giáo Iran là gần như à, hiện nay họ đang sử dụng các cái thiết bị được chế tạo tại nhà từ ở nga hoặc trung quốc để liên lạc theo thường trình của moscow cho biết và việc này đã gia tăng sau khi mà có cuộc tấn công bằng petrol à, nổ ở tại à, khu vực của lebanon một giới chức à, cao cấp của iran đã nói với hãng thông tấn reuters là iran rất lo ngại về việc mà lực lượng à, tình báo của do thái vẫn tiếp tục thực hiện các cái tiến trình mà cho nổ tất cả những cái petrol và nhắm vào nhóm hồi giáo hezbollah cho ở tại lebanon trong tháng này và đây là một cái chiến dịch lớn mà trong đó hầu hết tất cả các thành viên trong lực lượng cách mạng hồi giáo iran đã phải chuyển qua sử dụng một số thiết bị của nga và của trung quốc tôi không biết là cái nguồn tin này từ đâu tuy nhiên thì ông dmitry peskov đã nói với các hãng ta, ta các Cả báo chí và truyền thông là về vấn đề này và điều mà tôi có thể nói rằng là cái trao đổi mậu dịch kinh tế của chúng tôi và Iran đang phát triển và họ đang có nhiều cái sự trao đổi mậu dịch và nó tăng lên trong thời gian gần đây trước đó thì thủ tướng của nga là Mikhail Mishustin ở tại có mặt tại Tehran vào ngày thứ hai để nói chuyện với tổng thống của Iran là ông Masoud Pezeshkian và đệ nhất phó tổng thống là Mohammad Reza Aref theo tường trình của giới uh, truyền thông của nga đưa ra và đây là được xem là một trong những cái quyết định của giới uh, lãnh đạo của Iran, họ sẽ sử dụng tất cả những cái thiết bị điện tử của Nga và của Trung Quốc thay vì là ở thị trường đen. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế này, ngày hôm nay, các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan đang tìm kiếm ngân quỹ của EU để gia tăng bảo vệ cho cái đường biên giới của họ trước Belarus và Nga. Bản tin mới nhất cho biết các quốc gia trong thành viên của NATO là Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan đang tìm kiếm nguồn ngân quỹ từ Liên hiệp Âu Châu để xây dựng một cái mạng lưới network và hàng rào để mà có thể bảo vệ cho tất cả những cái phần lãnh thổ cỏ có biên giới với cả Nga lẫn Belarus trong vấn đề mà họ nói rằng sẽ xây dựng thêm một số những cái nhà kho quân sự tại đây. Và ba quốc gia này đã đưa ra sáng kiến và họ có, có cái tên gọi là Baltic Defense Line, tức là cái đường tiền tuyến của các quốc gia vùng Baltic trong vấn đề quốc phòng từ hồi tháng Giêng và trong tháng 5 thì Ba Lan tuyên bố là họ sẽ gia nhập vào khu vực này và họ gọi đây là cái dự án gọi là Eastern Shield tức là lá chắn ở phía đông trong đó thì gia tăng cái việc bảo vệ biên giới của họ trước tình trạng mà Nga và Belarus đang đe dọa tới khu vực là lãnh thổ và lãnh hải của lãnh thổ của các quốc gia này và điều cần thiết nhất là cái đường tiền tuyến của phòng thủ ở khu vực Baltic là tình trạng an ninh chúng ta cần phải được sự hỗ trợ của NATO và chúng ta cần phải đưa ra cái chính sách và nguồn ngân quỹ để bảo vệ các đường biên giới của chúng ta. Bộ trưởng Quốc phòng của Estonia là Hanno Berkür đã đưa ra bản statement và điều này tối quan trọng cho các hoạt động kể cả ở quốc gia chúng tôi và kể cả ở Ba Lan. Và cùng một lượt thì gia tăng mạng lưới an ninh của Liên hiệp Âu Châu và gia tăng tất cả các lực lượng quân sự ở tại biên giới, nơi mà chúng tôi rõ ràng là Liên hiệp Âu Châu cần phải hỗ trợ tài chính cho những dự án này và các bộ trưởng quốc phòng của bốn quốc gia nằm trong cái liên hiệp Âu Châu và cũng đồng thời là liên, nằm trong cái danh sách của các thành viên của NATO đã lên tiếng và nói rằng là họ cần có một cái nguồn ngân sách để bảo vệ đường biên giới của họ ở trước cái sự đe dọa của cả Belarus lẫn phía của Nga. Đây được xem là một trong những quyết định mới nhất của bốn quốc gia này. Trong khi đó thì Đức và Pháp vẫn chưa đưa, đưa ra ý kiến là có nên tài trợ thêm cho các quốc gia này để tăng cường hệ thống phòng thủ của họ ở tại khu vực phía đông của Âu Châu hay không. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Ukraine cho biết là họ đã tấn công vào một cái kho chứa về vũ khí của Nga bằng tròn và rất thành công. Ukraine trong ngày Chủ nhật cho biết là họ đã gửi 100 cái tròn tấn công sâu vào lãnh thổ của nước Nga và đã bắn trúng vào một cái kho chứa đạn dược và vũ khí của Nga trong cái bước tấn công vào lãnh thổ của nước Nga. Theo tường trình cho biết, vào ngày Chủ nhật, hôm Đan Mạch cho biết rằng là họ đã cung cấp 1.3 tỷ đồng kroner, tức là 194 triệu Mỹ Kim để giúp cho Ukraine gia tăng cái hệ thống phòng thủ và gia tăng áp lực với Nga. Và lực lượng quốc phòng của chúng tôi đã tấn công vào một cái kho chứa vũ khí quân sự của Nga gọi là Koluban. Đó là lời phát biểu của phía Ukraine đưa ra. Và bắn vào cái kho chứa vũ khí và đạn dược này là một trong những cái chiến lược của chúng tôi nhằm để bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi phía nga vẫn chưa xác nhận cuộc không tập này tuy nhiên họ nói rằng Họ đã phá hủy khoảng 67 cái tròn trong tối ngày hôm qua ở khu vực có tên gọi là Volograd ở tại Nga. Trong khi đó, thì giới quốc phòng của Ukraine nói rằng họ đã bắn tổng cộng 120 cái tròn ở cái và bay khoảng 600 km nhắm vào mục tiêu của cái kho chứa về mà đạn dược này vào hôm Chủ nhật. Và kết quả thì kho đạn dược này đã bị trúng tất cả những cái tròn của chúng tôi và nơi đây đang có chứa những cái hỏa tiễn và nó đã bị hư hại nặng nề. Và điều này có thể dẫn tới tình trạng thiếu hụt cho các đơn vị của Nga đang chiếm đóng trên lãnh thổ của Ukraine. Các giới tây phương đã lên tiếng cáo buộc rằng Iran đã hỗ trợ tròn và hỏa tiễn cho phía của Moscow trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine, một truy tố mà phía của Tehran đã bác bỏ. Trong khi đó, thì thống đốc của Volgograd là Andriy Bogarov đã lên tiếng cho biết rằng những mảnh vỡ của tròn này đã được phát hiện và nó không gây ra sự hư hại và có 2 giờ tấn công bằng tròn. Đây là một trong những cái bản báo cáo mới nhất từ phía của Ukraine. Ra. Tuy nhiên, Phía Nga vẫn chưa lên tiếng cho biết rằng thật sự kho đạn này có bị nổ hay không. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất về cuộc tấn công của Ukraine bằng tròn sâu vào lãnh thổ của Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay là Tổng thống của Ukraine, ông Zelensky chính thức xác nhận là ông Trump vẫn ủng hộ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Bản tin mới nhất từ hãng thông tấn Reuters cho biết thì Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài truyền hình Fox News được chiếu vào ngày thứ bảy, nói rằng ông đã nhận được một cái thông tin chính thức trực tiếp từ cựu tổng thống Donald Trump là cựu tổng thống vẫn ủng hộ cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga nếu ông tái đắc cử vào tháng 11 sắp tới đây. Ông Zelensky người đã có mặt tại Hoa Kỳ để tham dự dự vào cái phiên họp của Đại hội đồng Liên quốc đã để trình cái Victory Plan của ông cho ông Trump trong cuộc họp kín giữa hai người vào hôm thứ sáu sau khi mà tổng thống vị ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa nói rằng ông có thể làm việc với cả nga và của Ukraine để chấm dứt cuộc tranh chấp này. Phát biểu với đài truyền hình Fox News sau cuộc gặp gỡ, ông Zelensky cho biết tôi không biết là cuộc bầu cử diễn ra thế nào và ai là tổng thống. Tuy nhiên tôi đã nhận trực tiếp từ donald trump một cái tin tức chính thức là ông đứng về phía của chúng tôi và ông ủng hộ cho ukraine và ông đã lên tiếng và nói rằng ông sử dụng cái chuyến viếng thăm hoa kỳ để à, à, cổ võ cho cái victory plan của ông tức là một cái kế hoạch chiến thắng với các viên chức của hoa kỳ và trong đó là yêu cầu có thêm các vũ khí và tháo gỡ những giới hạn sử dụng vũ khí tầm xa để họ có thể tấn công sâu vào lãnh thổ của nga và ông Zelensky cũng đã gặp gỡ với lại bà phó tổng thống Kamala Harris và ông Joe Biden trong đó thì ông tìm cái kiếm việc mà có thể duy trì sự ủng hộ của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại Nga và tôi không muốn can dự vào các cuộc bầu cử tôi không muốn bị mất một phần nào của những người bạn Hoa Kỳ đây là lời phát biểu của ông và ông lên tiếng khẳng định một lần nữa cựu tổng thống Trump đã chính thức nói rằng ông hỗ trợ cho Ukraine và lời này đã được từ miệng của ông Trump nói ra và ông Zelensky đã xác nhận lời này với lại uh, đài truyền Fox News để đã bác bỏ tất cả những cái tin mà giới truyền thông cánh tả đã tung tin cho rằng ông Trump sẽ bỏ rơi Ukraine nếu ông đắc cử tổng thống. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Á Châu ngày hôm nay, Joe Biden đã chấp thuận 567 triệu Mỹ Kim hỗ trợ quốc phòng cho Đài Loan theo tường trình của Tòa Bạch Ốc đưa ra. Bản tin mới nhất từ hãng thông tấn Reuters cho biết là Tổng thống Joe Biden trong ngày Chủ nhật đã chấp thuận 567 triệu Mỹ Kim gói hỗ trợ quốc phòng cho phía của Đài Loan theo tường trình của Tòa Bạch Ốc. Và đây là biến chuyển mới nhất mà Hoa Kỳ gia tăng việc hỗ trợ quân sự cho đảo quốc độc lập này giữa lúc đang có căng thẳng với Trung Quốc. Hoa Kỳ được xem là quốc gia hỗ trợ rất mạnh cho Đài Loan trên chính trường quốc tế và luôn cung cấp cái nguồn vũ khí cũng như là mặc dù là đôi bên đã có thiếu vắng cái mối quan hệ về ngoại giao, Trung Quốc tái nhắc lại là phía của Hoa Kỳ phải chấm dứt cung cấp vũ khí cho Đài Loan mà họ cho rằng lãnh thổ của họ trong bản statement đưa ra thì tòa Bạch ốc nói rằng ông Joe Biden đã có một một phái đoàn của chính phủ của Joe Biden là đã đồng ý là sẽ cung cấp 567 triệu Mỹ kim cho cái việc hỗ trợ quốc phòng cho phía của Đài Loan và trực tiếp đưa qua Bộ Quốc phòng cũng như là các cái hệ thống giáo dục về quân sự của Hoa Kỳ nhằm huấn luyện và cung cấp hỗ trợ cho Đài Loan và họ không cho biết chi tiết về cái số tiền này là hỗ trợ như thế nào. Tháng 4 thì ông Joe Biden đã ký và trong đó một dự luật cung cấp hàng tỷ Mỹ kim cho các cái gói cứu trợ cho Hoa Kỳ với Ukraine cuộc chiến của Nga, đồng thời của cung cấp nguồn ngân quả, ngân quỹ cho phía của Châu Thái và phía Đài Loan. Đài Bắc đã lên tiếng than phiền rằng việc trì hoãn việc giao nợ giao nơi các cái vũ khí từ phía Hoa Kỳ trong đó bao gồm luôn các chiếc F-14 được nâng cấp và Trung Quốc vẫn xem Đài Loan là một cái vùng lãnh thổ của họ và tuyên bố sẽ có thể đánh chiếm Đài Loan bằng vũ lực nếu cần thiết. Đây được xem là một trong những cái chính sách mới của Joe Biden đã đưa ra với Đài Loan. Cùng một lượt thì một bản báo cáo cho biết lực lượng hải quân Hoa Kỳ đã đưa ra một cái project có tên gọi là Project 33 để bảo vệ Đài Loan trước tình trạng mà Trung Quốc có thể xâm lăng Đài Loan. Bản tin từ Đài Bắc cho biết thì lực lượng hải quân Hoa Kỳ trong thời gian gần đây đã giới thiệu một tập tài liệu chiến lược trong đó dự tính là đối phó với tình trạng gia tăng bức hại của Cộng sản Trung Quốc trên tuyến đường Indo-Pacific và tập trung vào cả cái khả năng chuẩn bị mà Trung Quốc có thể xâm chiếm Đài Loan từ đây cho tới năm 2027. Trong ngày 18 tây tháng 9 thì lãnh đạo của cơ quan xin lỗi quý vị, lãnh đạo của đơn vị hải quân là đề đốc Lisa Franchetti đã công bố một cái bản kế hoạch có tên gọi là Navigation Plan for American World Fighting Navy 2024. Tập tài liệu này giới thiệu một cái dự án gọi là dự án 33, tức là Project 33. Dự án này là sẽ bao gồm luôn cả việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI và kể cả tin tức tình báo con người để chắc chắn hỗ trợ cho khu vực ở phía Tây của Thái Bình Dương. Và bản cốt lõi của cái dự án 33 này là sẽ có những cái hệ thống robot và một cái hệ thống được xem là tự động, trong đó sẽ bắt đầu đặt ở như tất cả những chiến trường và nó dự tính bao gồm các điểm chính như này các điểm chính là thứ nhất là sẽ trì hoãn tất cả những cái việc và, và bảo trì cho các tàu chiến, các thêm thủy đỉnh và các chiếc máy bay, gia tăng việc gọi là sử dụng các hệ thống robot và hệ thống tự động để biết được tình trạng di chuyển của của cộng sản Trung Quốc, thành lập một cái trung tâm chỉ huy ở khu vực được xem là có thể biến thành bãi chiến trường và thuê mướn thêm các cái nhân tài để hỗ trợ cho chương trình này cũng như cải thiện về vấn đề gọi là phục vụ và cái tiêu chuẩn phục vụ và trong đó bao gồm luôn việc huấn luyện về tác chiến và cuối cùng là sẽ tiếp tục sửa chữa tất cả những hạ tầng cơ sở để giúp cho Đài Loan có thể chống lại cái cuộc xâm lăng nếu xảy ra và cái uh, chiến lược này sẽ tập trung vào cái uh, uh, thời gian từ đây cho tới năm 2027. Đây được xem là một trong những chiến lược mới nhất của Hải quân Hoa Kỳ đưa ra nhằm đối phó với lại tình trạng mà Trung Quốc đang có những cái uh, hành động được xem là đe dọa tới cái uh, eo biển Đài Loan và trong cái sự xuất hiện trên tổ chức CS is tức là một tổ chức chiến lược tại washington bà fantasy đã lên tiếng và cho biết rằng bà dự tính là tương lai hải quân Hoa Kỳ cần có thể sẽ lớn hơn à, từ đây tới năm 2027 và bà nói rằng tôi đã có những cái bước à, lùi và chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể có hành động và có những cái chiến dịch khác để chúng ta có thể bảo đảm được cái à, à, tình trạng gọi là khẩn cấp trong giai đoạn ngắn và đối phó với tình trạng gọi là biến chuyển của khu vực này đó là lời phát biểu của bà đã đưa ra và trong đó tăng cường việc hỗ trợ cho Đài Loan đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và cũng liên quan tới á châu ngày hôm nay các nhà lập pháp của hoa kỳ đã thúc giục ông ngoại trưởng là phải cho phép các viên chức của họ ở trong bộ ngoại giao được viếng thăm đài loan trong ngày quốc khánh của đài loan Bản tin mới nhất cho biết thì dân biểu Andy Ocles đã lên tiếng kêu gọi ông ngoại trưởng Hoa Kỳ là Anthony Blinken là phải cho các viên chức Bộ Ngoại giao có thể xuất hiện trong cái đại lễ song thập, tức là ngày lễ quốc khánh của Đài Loan. Và việc này diễn ra vào ngày 2 tây tháng 10 tại Đài Loan, nằm ở Twin Walk Estate ở tại Washington. Và trong lá thư gần đây thì ông Ocles cho biết là việc gia tăng các mối quan hệ với những quốc gia thân hữu của Hoa Kỳ và có gắn liền cái quyền lợi với Hoa Kỳ. Theo tường trình cho biết, ông chỉ ra cho thấy là Trung Quốc đang tìm cách gây ảnh hưởng vào các chính sách của Hoa Kỳ, trong đó bao gồm phá hoại luôn tất cả những cái mà sự xuất hiện của Đài Loan. Đặc biệt là Trung Quốc sẽ có thể đe dọa Đài Loan trong ngày đại lễ song thập mà không có cái sự gọi là e ngại từ phía của Hoa Kỳ. Và nhà lập pháp này đã lên tiếng chỉ ra vào năm ngoái thì Bộ Ngoại giao đã bao gồm luôn cả phụ tá của Bộ Ngoại giao đặc trách về khu vực Đông Á và khu vực uh, Pacific, tức là uh, Daniel Christenbrink, cùng với lại phó giám đốc của cái cơ quan đặc, đặc trách nghiên cứu về đa, đa, của Hoa Kỳ tại Đài Loan là Kim Moi đã có mặt trong cái ngày gọi là đa, đại lễ về quốc khánh của Đài Loan và trong đó gần như là họ đã có mặt và trong ông Oleg đã thúc giục rằng Hoa Kỳ nên tháo bỏ tất cả những giới hạn cho các đồng minh như Đài Loan để có thể có những cái uh, tiếp cận về ngoại giao một cách dễ dàng hơn để đối phó với những kẻ thù đe dọa tới quyền lợi của Hoa Kỳ và kể cả Đài Loan, một quốc gia được xem là thân hữu của Hoa Kỳ. Và ông kêu gọi ông uh, Blinken là phải điều chỉnh tất cả những cái sự tiếp cận này và cho phép các viên chức của Hoa Kỳ có thể viếng thăm Đài Loan trong cái việc mà gọi là chúc mừng lễ quốc khánh của Đài Loan ngày đại lễ sông thập 10 tháng 10 sắp tới đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay hoa kỳ đã mở cuộc tập trận trên biển đông trong lúc mà trung quốc cũng đang có cuộc tập trận ở gần đó bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng của hoa kỳ cùng với lại bốn quốc gia đồng minh thực hiện một cuộc tập trận ngay trên Biển Đông ngày 28 tây tháng 9, giữa lúc mà Trung Quốc cũng đang có cuộc tập trận ở khu vực đang tranh chấp. Cuộc tập trận này bao gồm cả Hoa Kỳ, Philippines, Úc và Nhật Bản, diễn ra nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines trên Biển Đông, theo một bản thông cáo báo chí của đệ thất hạm đội đưa ra. Và cuộc tập trận này là hợp tác giữa các quốc gia và mạnh mẽ của các đồng minh và đối tác trong việc mà chúng tôi sẽ đối phó với những hành động vô trách nhiệm. Đó là lời phát biểu của phó đề đốc Fred Karcher, chỉ huy trưởng của cái đệ thất hạm đội đã cho biết như trên. Và Karcher nói rằng cuộc tập trận chung này Hoa Kỳ chắc chắn giữ lời cam kết về quyền tự do mở rộng ở trên khu vực Indo-Pacific và xây dựng một cái mạng lưới nhằm có thể bảo đảm an ninh hàng hải ở khu vực và trên thế giới. Cuộc tập trận này diễn ra giữa lúc mà Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ và đồng thời cũng đã có những hành động bức hại các quốc gia láng giềng trong đó gồm có Đài Loan và Philippines cũng như Nhật Bản. Trong những tuần lễ gần đây thì phía Manila đã chỉ trích Bắc Kinh đã tăng cường rất nhiều các cái uh, uh, tàu bè của họ ở trên khu vực tranh chấp và đã sử dụng các cái vòi rồng cũng như là các cái tia lửa nhắm vào các tàu chiến và các cái uh, máy bay của họ và điều này đang uh, dẫn đến sự căng thẳng trên các bãi cạn ở tại biển Đông. Trong khi đó thì uh, tư lệnh của tên là Romeo uh, Browner uh, Jr được xem là một trong những nhân vật uh, làm việc với lục quân của Philippines cho biết trong một bản statement và điều này cho thấy rằng họ đang uh, gọi là phá hủy tất cả các quyền tự do hàng hải tại đây. Trong khi đó thì phía Hoa Kỳ cho biết là họ đã phái một chiếc khu trục hạm có gắn đầu đạn hỏa tiễn có tên gọi là Buster class và chiếc khu trục hạm này là USS Hawkeye cùng với lại hai chiếc trực thăng tham gia vào cuộc tập trận và các đơn vị khác bao gồm các lực lượng hải quân của philippines và lực lượng hải quân của úc với chiếc uh, kinh hạm có tên gọi là uh, leader class uh, và trong đó nhật bản đã đưa cái cái chiếc uh, kinh hạm của họ là chiếc js sazanami và kể cả, cả một cái lực lượng uh, một chiếc tàu của lực lượng hoàng gia của new zealand là chiếc tàu có tên là SMNZS uh, atura để tham gia cuộc tập trận này Ngoại trưởng của Úc là bà Penny Wong trong lời phát biểu trên Đại hội đồng Liên quốc vào ngày 28 tây nói rằng Úc sẵn sàng sẽ áp lực phía Trung Quốc để có một cái hòa bình ổn định trên Biển Đông và trên eo biển Đài Loan. Trong khi đó, thì Bộ Quốc phòng của Đài Loan báo cáo rằng là lực lượng của quân đội của Trung Quốc đã bắt đầu và xuất hiện rất nhiều trong những thời gian gần đây gần đảo quốc này. Trong ngày 27 Tây, thì lực lượng quốc phòng cho biết là họ phát hiện ra 41 chiếc máy bay của Trung Quốc đã bay gần đảo quốc này trong vòng 24 giờ qua. Và một ngày trước đó, thì có khoảng 43 chiếc máy bay của Trung Quốc cũng đã bay gần đảo quốc này. Trong ngày 25 tây thì Trung Quốc đã tăng cường rất nhiều sự hiện diện ở khu vực này và đây được xem là một trong những cuộc tập trận mới nhất. Và trong ngày 28 tây thì bộ chỉ huy miền Nam của Trung Quốc loan báo rằng họ sẽ có cuộc tập trận hải quân ở xung quanh bãi cạn Scarborough ở trên khu vực của biển Đông được xem là nơi tranh chấp chủ quyền giữa Philippines và của Trung Quốc. Và nơi đây cách cái bờ biển của Philippines là 124 dặm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Đây được xem là cuộc tập trận của cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh ngay trên Biển Đông. Cùng một lượt thì phía của Philippines thông báo rằng trên bãi cạn Scarborough đã hoàn toàn bị dây vây bởi các chiếc tàu của Trung Quốc bản tin từ ở phía Á Châu cho biết thì Trung Quốc đã bắt đầu ban lệnh 4 tháng cấm ba đánh bắt cá ở trên khu vực Biển Đông và có thể chấm dứt. Tuy nhiên thì một trong những cái tỉnh có khu vực đánh bắt cá tại gần đây cho biết thì gần như là Trung Quốc đang có tất cả những cái tàu bè của họ vây quanh cái bãi cạn Scarborough và chỉ nằm cách 120 hải lý ở cái thềm lục địa của Philippines. Và bãi cạn này được biết là đã bị lực lượng hải giám và lực lượng dân quân tự vệ cũng như là một số tàu hải quân của Trung Quốc tại đây. Nơi đây được xem là nơi đánh cá truyền thống của các ngư phủ Philippines. Những người đã bị đẩy ra khoảng 40 hải lý sau khi mà tàu Trung Quốc đã ngăn chặn không cho họ đánh bắt cá trong bãi cạn này. Và bất kể phía Philippines nói rằng là bãi cạn Scarborough của họ nằm trong nằm trong 20, 200 10 hải lý vùng đặc quyền kinh tế của à, Philippines nằm dưới cái đạo luật của về biển của Liên Quốc năm 1982 gọi là UNCLOS. Tuy nhiên Trung Quốc đã bác bỏ tất cả những điều này. Trong khi đó thì à, phía của Philippines cho biết là toàn bộ khu vực bãi cạn Scarborough hiện nay là dày đặt tất cả những chiếc tàu của Trung Quốc bao gồm các tàu hải giám các tàu dân quân ngư phủ tức là bán quân sự của Trung Quốc cùng với lại một số tàu hải quân của Trung Quốc có mặt tại đây. Và trong ngày 28 tây thì Bắc Kinh cũng đã thực hiện một cuộc tập trận tại khu vực này và đang gây căng thẳng tại khu vực. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á châu ngày hôm nay và trong bài diễn văn của tập cận bình đánh dấu ngày quốc khánh của cộng sản trung quốc 1 tây tháng 10 trong đó ông ta lại tiếp tục đe dọa tới đảo quốc đài loan và tuyên bố rằng sẽ tiếp tục duy trì cái việc mà gọi là thống nhất đài loan và chống lại thành phần mà ông ta gọi là ly khai tập cận bình đã sẽ sử dụng cái bài diễn văn trong ngày lễ quốc khánh của trung quốc 1 tây tháng 10 để mà gửi một lời cảnh cáo tới những người mà ông ta gọi là thành phần ly khai của đài loan chuẩn bị cho tương lai và cho cái nghị quyết mà chúng ta sẽ thống nhất đó là lời phát biểu của ông ta và ông ta nói rằng đài loan là một cái lãnh thổ thiên liên của trung quốc và người dân của cả hai bên đã có chung một dòng máu và chúng ta phải quảng bá cho cái tinh thần yêu nước của cả hai bên của eo biển và trong đó để chấm dứt cái tình trạng của những phần tử muốn độc lập và ly khai ra khỏi cái vùng lãnh thổ của trung quốc bắc kinh vẫn xem đài loan là một cái vùng lãnh thổ phản loạn và sẵn sàng cho thống nhất bằng vũ lực nếu cần thiết trong khi đó, Hoa Kỳ và một nhiều quốc gia đã không thừa nhận cái chính quyền độc lập của Đài Loan. Tuy nhiên, họ phản đối bất kỳ một sự thay đổi hiện trạng nào trên eo biển Đài Loan. Và Tập Cận Bình cam kết là sẽ có một cái cuộc cải tổ và trong đó sẽ tiếp tục duy trì cái việc gọi là phát triển về kinh tế. Và tuần trước thì Tập Politico cho biết là đã có cuộc thảo luận về cái vấn đề kinh tế và trong đó dường như là phía Trung Quốc đang tìm cách gọi là thoát khỏi cái việc cô lập của Hoa Kỳ và trong đó tăng cường cái khả năng đe dọa tới đảo quốc Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, hàng chục ngàn người Nam Hàn đã tràn xuống đường để yêu cầu gọi là thống nhất Nam Bắc Hàn. Bản tin mới nhất cho biết thì uh, trong ngày 29 Tây vừa qua, theo tường trình của hãng thông tấn UPI, hàng chục ngàn người Nam Hàn trên toàn lãnh thổ ở phía Nam đã có cuộc uh, tụ tập biểu tình vào ngày Chủ nhật để mà kêu gọi sự thống nhất của Nam Bắc Hàn. Và trong đó họ nói rằng là họ đã tụ tập ở tại cái công viên gọi là Peace Park, tức là cái công viên hòa bình, nằm cách khoảng 47 dặm từ khu vực DMZ. Và cái uh, Cuộc biểu tình này đã được tổ chức bởi một cái tổ chức của Nam Hàn vốn thành lập và đã bắt đầu thực hiện cho cái năm 2024 gọi là Korea Dream Grand tức là giấc mơ của đại hàn và trong đó họ được tổ chức bởi một tổ chức có tên gọi là Action for Korea United tức là hành động cho thống nhất của bán đảo Đại Hàn được xem là một tổ chức dân sự lớn nhất tại Đại Hoàng và tổ chức AKU này có 17 chi nhánh và gần như là họ làm việc trong rất nhiều lĩnh vực giáo dục cũng như là họ thực hiện cái gọi là giấc mơ của người Nam Hàn và người Bắc Hàn trong đó thì người là được xem là lãnh đạo của cái tổ chức này có tên gọi là Preston Moon là một trong những nhân vật đã lên tiếng và nói rằng ông ta vẫn ủng hộ cho việc mà thống nhất Nam Hàn và Bắc Hàn trong hòa bình và hai dân tộc của hai bên đều có chung một ngôn ngữ và văn hóa là cần thiết không thể bị chia đôi. Đây được xem là cuộc tập tụ tập lớn mới nhất và lớn nhất kể từ năm 2019. Đây là một trong những cái uh, cuộc biểu tình mới nhất mà Nam Hàn đã đưa ra trong lúc mà Đảng cầm quyền đang có thái độ cứng rắn với chính quyền của Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này và bây giờ như thường lệ thì chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, vẫn cho phép phong được cảm ơn công ty Teletron đã bảo trợ cho TNP Channel và công ty Teletron sẽ cho uh, khai trương một cái địa điểm mới của họ ở tại uh, thành phố Dallas nằm trong khu Same Nail Supply Headquarter và quý vị nào nằm ở thành phố Dallas, ở Arlington ở uh, Fort Worth hoặc là các tiểu bang lân cận là Mississippi ở Oklahoma hoặc Kansas Quý vị có thể về thành phố Đà Lạt để tham dự cái buổi khai trương của công ty Teletron với cái địa điểm mới và mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với số điện thoại là 972-660-8999, 972-660-8999 để biết thêm chi tiết. Cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho TNP Channel và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần đọc comment của quý vị nha, lướt qua tất cả những cái lời chào hỏi của quý vị ông trăm ngày đầu gặp Zelensky ông đã vạch rõ con đường ủng hộ Ukraine à, lúc đầu như thế nào thì con đường đấy ông vẫn đi như vậy thì quý vị trong thời gian vừa qua thì cái đám truyền thông cánh tả nó tung tin dựa trên một số những cái lời phát biểu của ông bị cắt sáng nó nói rằng ông mà đắc cử ông sẽ bỏ rơi Ukraine đây là cái uh, luận điệu của đám truyền thông uh, cánh tả nó tung ra thì bây giờ Zelensky đã xác nhận ông gặp ông trăm vòng trăm nói là tôi vẫn ủng hộ cho Ukraine kể cả sau khi tôi đắc cử thì quý vị đây là cái lời xác nhận coi như là bác bỏ tất cả những cái đồn thổi và những cái uh, lời tuyên truyền giả tạo của đám truyền thông cánh tả tung tin ra để gây thiệt hại cho ông Trump nói rằng là ông Trump sẽ bỏ ra Ukraine và chính Zelensky xác nhận lời nói này trực tiếp từ ông Trump chứ không phải ai khác không phải chiến dịch tranh cử không phải người đại diện của ông mà chính từ miệng của ông Trump nói với Zelensky để bác bỏ tất cả những cái đồn thổi đó nha <laughs> rồi tiếp tục <laughs> Những cuộc chiến hiện nay không khác gì với thời kỳ uh, chu kỳ trước kia xảy ra để nhị thế chiến bắt đầu uh, với những cuộc uh, chiến nhỏ. Lần này thì nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà chưa biết rằng là sẽ giải quyết câu chuyện này như thế nào, một cách dứt khoát hay là sẽ tiếp tục mua hòa bình ngắn hạn. Nha, tôi đồng ý với ông Mike Pompeo là muốn hòa bình ở Trung Đông, Đông phải ủng hộ cho do thái dẹp hết khủng bố. Không những Mike Pompeo mà ngày hôm nay ông Tom Cotton, thượng nghị sĩ của thượng viện cũng nói rằng phải để cho Do Thái và hỗ trợ Do Thái dập tắt và xóa sổ Hezbollah vĩnh viễn luôn. Đó là quan điểm của ông Tom Cotton và quan điểm của các thành viên của Đảng Cộng Hòa. Là nên giúp cho Do Thái xóa sổ Hezbollah luôn. Thì ngày hôm nay quý vị thấy là ông thủ tướng tạm thời của Lebanon lật đật cam kết là sẽ thực thi lại cái thỏa ước đã ký năm 2006. Lúc đó thì Do Thái đồng ý là trả lại cái vùng đất miền nam của Lebanon cho phía của Lebanon sau 18 năm chiếm đóng. Thì trong cái thỏa thuận này thì bên cái dòng sông nó gọi là 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 Latani đó. Thì cái dòng sông này là không được phép để cho Hezbollah có lực lượng vũ trang tại đây mà thay vào đó là lực lượng của Lebanon và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà cuối cùng thì quý vị, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc thì không có đóng một vai trò nào quan trọng ở đây và lực lượng vũ trang của Hezbollah tràn ngập ở đây hết. Bây giờ ông ta mới đưa ra lời là chúng tôi sẽ thực thi lời cam kết này sau khi do Thái tấn công. Thì quý vị rõ ràng Lebanon vẫn tránh né cho tới khi mà họ thấy cái sự thảm khốc này, họ lãnh họ lãnh hậu quả thì họ mới lật đặt đòi là sẽ thực thi cái hiệp ước này từ năm 2006 nha. Rồi tiếp tục. À Ok, lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok, à khi Do Thái tấn công tiêu diệt lãnh đạo Hezbollah một cách chính xác như vậy, Trung Quốc có bị ảnh hưởng tâm lý muốn tấn công vào Đài Loan để nhờ kiểm nể xâm thập không? Không. Trung Quốc không làm chuyện này. Trừ phi là có một cái biến động nào đó. Ok. Tôi biết quý vị hy vọng lắm. Quý vị hy vọng là Trung Quốc tấn công đảo quốc Đài Loan để xảy ra xung đột lớn, để quý vị có thể thay đổi văn mạng của quý vị trong Việt Nam. Nhưng quý vị lầm. Thứ nhất là Trung Quốc có thể tấn công đảo quốc Đài Loan bất kỳ giờ phút nào từ đây tới năm 2027. Trung Quốc sẽ làm. Nhưng mà cuộc tấn công này sẽ được sự phòng vệ của Hoa Kỳ và Nhật Bản. Tức là họ không tấn công Trung Quốc nhưng mà họ bảo vệ cho lãnh thổ Đài Loan. Họ sẽ bắn rơi tất cả những hỏa tiễn của Trung Quốc bắn vào lãnh thổ Đài Loan. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, cuộc chiến này nó sẽ không thay đổi vận mạng của người trong Việt Nam. Do đó, đừng nằm mơ là cuộc chiến Đài Loan Trung Quốc sẽ dẫn tới trục đối đầu Trung Quốc và Hoa Kỳ. Đó là cuộc chiến lớn rồi cuối cùng là thay đổi được vận mạng của Việt Nam. Đừng nằm mơ, Cộng sản vẫn cai trị. Cho nên là quý vị đừng có ngồi mơ mộng là Đài Loan sẽ bị tấn công để thay đổi vận mạng của quý vị nha. Có lẽ Iran lo ngại Do Thái tấn công lãnh thổ cho nên lãnh đạo tối cao nước này sợ cuộc không kích của Do Thái như đã tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah. Cái vấn đề ở chỗ là bây giờ ngày hôm nay là ông Ayatollah Ali Khamenei đã phải dời chỗ ở của ông ta tới một chỗ an toàn hơn lần đầu tiên sau hơn 40 năm. Là có nghĩa là họ không tin tưởng ở xã hội của Iran có bao nhiêu là người là cơ quan tình báo Mossad của do Thái đang hoạt động. Cho nên bây giờ ông ta sợ ông ta phải rời chỗ ở. thì điều này cho thấy rằng là mình chưa biết là do Thái sẽ có những hoạt động nào tại Iran. Tuy nhiên cái mạng lưới tình báo của do Thái tại Iran khá dày đặc, khá đông. Cho nên là ông ta phải rời chỗ ở, sợ nguy hiểm nha. OK, do Thái tuyên bố không cho phép Iran đưa vũ khí vào Lebanon. Nếu họ đưa máy bay vận tải à vào không phận Lebanon thì do Thái có thể bắn hạ công anh thứ nhất là nó ở nằm ở miền Nam Lebanon hay không và cái máy bay vận tải đó chở vũ khí cho ai chở vũ khí cho chính quyền Lebanon hay là cho Hezbollah và tôi không nghĩ rằng có máy bay vận tải nào mà tiếp tế vũ khí cho Hezbollah hết tại vì Iran không có khả năng này Iran chỉ vận tải chuyển bằng tàu buôn lậu bằng đường bộ thôi chứ không có đường hàng không Iran chưa có khả năng có vận tải cơ có thể chở được những cái vũ khí hạng nặng như vậy nha. Ok. Đảng Cộng hòa nên để nắm hành pháp lập pháp rồi ra lệnh cấm ăn xá cho những kẻ hết hạn visa kết hôn với người quốc tịch Mỹ. Giờ ra luật Biden chắc chắn sẽ phủ quyết. <laughs> doesn't matter. Ok. Tôi nói doesn't matter. Nhưng mà ít nhất những người này không có xông qua biên giới một cách bất hợp pháp. Theo cái nhìn của tôi. Họ có thể ở lại quá hạn visa và họ tìm cách hợp pháp ở lại Hoa Kỳ bằng con đường này. Nhưng ít nhất họ không có nhập cảnh bất hợp pháp. Họ nhập cảnh hợp pháp thì nó vẫn đỡ hơn những kẻ xông qua biên giới. Những kẻ xông qua biên giới là những kẻ bất hợp pháp. Hai cái vấn đề nó khác nhau nha. Yeah. Người Lê Anh nhận được điện thoại nhắn tin kêu gọi di tản từ Do Thái chứng tỏ hacker Do Thái đã xâm nhập uh, chiếm quyền điều khiển thông tin liên lạc của Lebanon. No! Tại vì cái hệ thống này nó được bán cái dữ liệu đó cho từ các công ty viễn thông thôi. Họ vẫn bán cái dữ liệu về số điện thoại của những người sử dụng cho những cái đối tác khác. Thì bây giờ do Thái lấy những danh sách này họ test ra thôi. Đâu cần hacker hack gì đâu. Tại vì ví dụ như tôi ở Mỹ đi. Công ty T-Mobile mà mở cái uh, live phone cho tôi đi. Thì công ty T-Mobile có số điện thoại của tôi. Họ bán cái tên của tôi và số điện thoại của tôi cho những công ty khác để quảng cáo. Thì cái này là cái hệ thống cung cấp viễn thông mà. Thì tương tự như vậy ở do Thái cũng vậy, ở Lebanon cũng vậy. Thì vấn đề ở chỗ là chính quyền do Thái có quyền sử dụng những cái uh, dữ liệu này để gửi thác ra đâu cần tới hacker đâu, đúng không? Rồi. Ok. Lướt qua một số cái đọc rồi nha. Lý do nào mà Lebanon không đủ sức tiêu diệt Hezbollah mà để cho nó tồn tại tới giờ vậy anh có khác nào một đảng đối lập No. Do Thái chiếm đóng Lebanon từ 10, từ lâu rồi, 18 năm. Và lúc đó thì có cuộc xung đột. Thì Hezbollah đã giúp cho Lebanon chống lại Do Thái. Và kết quả năm 2006, Do Thái đồng ý trả lại cái khu vực của miền nam Lebanon. Với điều kiện là nhóm Hezbollah sẽ không được hiện diện ở phía nam của dòng sông. Nhưng mà đám Lebanon đã nhắm mắt nhắm mắt mở cho đám này hoạt động. Thì bây giờ bị tấn công kiểu này, nó mới lật đặt bắt đầu nó siết chặt Hezbollah thôi. Hezbollah là cái nhóm dân quân đã giúp cho Lebanon nha. Ok, Phúc Gia, em anh block em nha. Nếu mà em dùng những cái chữ của Cộng sản, em vô trong tranh nhỏ của anh em biết rồi. Em dùng đúng chữ thì anh sẽ đọc của em. Mà em dùng không đúng chữ đó thì anh sẽ quốc em ngay tại chỗ luôn đó nha. Ok, những cái chữ tầm bậy tầm bạ của Cộng sản mà em đưa vô đây là anh quốc em đó. Lần này anh tha, ok rồi nước áo có tân lãnh đạo cánh hữu âu châu sẽ thay đổi anh ơi thì tôi nói âu châu bây giờ là lực lượng bảo thủ đã trỗi dậy lực lượng bảo thủ đã trỗi dậy chính vì vậy mà cái bài nói chuyện của tôi ngày hôm nay là đám âu châu và đám cánh tả rất sợ nếu mà ra mặt chống đối ông trump thì có thể là họ sẽ mất quyền hành họ sẽ thua trong những cuộc bầu cử tới do đó họ tìm cách thỏa hiệp với ông trump một phần nào để tiếp tục duy trì quyền lực của họ trong các cuộc bầu cử tới Chính vì vậy mà quý vị tôi nói với quý vị là gì? Họ là những kẻ được xem là rất ngán ông Trump thắng cử nhưng mà họ không dám mít lòng ông Trump nha. Rồi tiếp tục à Liên Hiệp Quốc có thể loại Trung Cộng và Nga rồi đưa Đài Loan và Ukraine vào thay thế họ thường được ở Liên Hiệp Quốc được không? Vấn đề là Liên Hiệp Quốc là ai? Nói tôi nghe đi. Liên Hiệp Quốc là 193 thành viên. Thì quý vị nghĩ 193 thành viên này họ có loại Trung Quốc và Nga không? Nhất là 54 quốc gia của Phi Châu, toàn bộ các quốc gia của Á Châu và những quốc gia ở Trung Á và Nam Á. Chưa kể là khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ. Trung Mỹ đang bị Trung Mỹ Nam Mỹ đang bị ảnh hưởng của Trung Quốc. Rồi kể cả Trung Đông nữa. Và quý vị cứ nhìn Đài Loan là quý vị hiểu. Tại sao từ năm 6 năm nay, Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu và các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ ủng hộ cho Đài Loan có vai trò trong Liên Hiệp Quốc mà không thành công. Tại vì khối phiếu ủng hộ cho Trung Quốc và Nga đông hơn. Họ thao túng hết Liên Hiệp Quốc rồi. Họ thao túng hết Liên Hiệp Quốc rồi cho nên quý vị mới thấy là tại sao mà họ đông hơn là như vậy. Do đó Đài Loan năm sáu năm nay đâu có mặt ở trong tổ chức y tế thế giới, đâu có mặt tổ chức trong cơ quan ICAO, tức là hàng không dân dụng quốc tế. Hay là cũng đâu có mặt ở trong cái sở cảnh sát quốc tế đâu là bởi vì cả một cái đại hội đồng liên quốc 193 thành viên đám trung quốc nga nó chiếm một trăm mấy lá phiếu rồi làm sao mà có thể đẩy được ra là anh quản nó đẩy hoa kỳ ra còn đúng hơn ok rồi vào wow, lướt qua một số những cái đọc rồi nha ok ok à. em cầu chúc ông trump đắc cử à. xóa đi những ký ức hận tù trong nước mỹ và nước mỹ ổn định nền kinh tế đối ngoại đến đối nội ông Trump thắng cử có thể thúc đẩy nền kinh tế của nước Mỹ nhưng mà xóa đi thù hận thì tôi không nghĩ là ông Trump làm nổi tại vì ông càng làm thì đám kia nó càng khơi dậy cứ mỗi mùa bầu cử là nó cứ khơi thù hận vậy nó cứ chọc vào lòng thù hận của người khác và đó là cái chiêu thức tranh thắng cử của nó cho nên tôi không nghĩ rằng là cái sự thù hận này nó được nguôi đi một phần nào trừ phi là đám đó mất đám độc còn không thôi tôi quý vị cứ mỗi một năm tới mùa bầu cử là nó sẽ khai thác tối đa thụ hận của người da đen, của người da màu, của người bản xứ nhắm vào người da trắng. Và như vậy là nó cứ khai thác thôi nha. Rồi à những cái bêcher và walkie kỳ talkie kỳ này có nổ vậy do thái có xác định được ai là ai đang dùng và kích nổ hay không hay là chỉ kích nổ đại tràng thôi. Tôi không biết, tại vì do thái tới giờ phút này họ không có thừa nhận, họ không có phủ nhận. Mặc dù rằng các quốc gia quy chụp cho Do Thái nhưng mà không có bằng chứng. Còn Do Thái họ không phủ nhận cũng không thừa nhận. Thì làm sao chúng ta biết được là ai? Nhưng mà cái điều này đã khiến cho lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran bây giờ sợ. Họ dùng những thiết bị của Trung Quốc và của Nga cho chắc ăn. Họ dùng những cái thiết bị của Trung Quốc và của Nga cho chắc ăn. Thì cái này là cái thông báo vừa rồi của Điện Kremlin đưa ra đó nha. Rồi, hậu vệ hoàng gia Iran có trở lại nắm quyền không khi người Iran cũng muốn khôi phục chế độ hoàng gia? Tôi chỉ biết nhưng mà ông đó đang sống lưu vong tại Hoa Kỳ và ông cũng đang có một cái thế lực chính trị tại đây. Vấn đề là trước hết là phải để cho cái chế độ của Ayatollah, Ayatollah Ali Khamenei sụp đổ đã. Sụp đổ trước đã. Nha. Còn rồi lúc đó mới tính. Còn bây giờ thì quý vị, họ nắm quyền bốn mươi mấy năm nay rồi. Từ năm 1979 tới bây giờ, 45 năm rồi. Do đó thì cũng không biết được có điều là người dân ở Iran đã bắt đầu có khuynh hướng phản đối cái chính quyền của Iran nhưng mà cuộc biểu tình của họ bị đàn áp giả mang rồi nha rồi tiếp tục ok à, lưu qua một số những cái đọc rồi nha ok khó quá anh mơ cũng không được à, cho kỳ quyền mà thì tôi nói quý vị đừng có nằm mơ là Đài Loan bùng nổ chiến tranh thì sẽ quý vị sẽ thoát được cái cảnh làm nô lệ cho cộng sản lãng quạn cái cuộc chiến này nó làm cho quý vị còn làm nô lệ khủng khiếp hơn nữa đừng có nằm mơ chuyện đó nha rồi tiếp tục à, à liệu có khả năng năm nay xảy ra giống năm 20 không đem đến sáu mươi nó ngưng lại uh, phiếu qua bài mail thật sự em chịu hết nổi khi mà uh, đi chợ qua mát tăng uh, mỗi ngày khủng khiếp quá thứ nhất em anh cảm ơn em rất là nhiều và em có quyền không tin còn anh thì anh vẫn tin vào cái hệ thống bầu cử là năm nay nó được điều chỉnh rất là nhiều. Em có quyền không tin đó là chuyện của em. Còn anh thì anh thấy rằng là các tiểu bang đã chấn chỉnh được và bằng chứng là năm 2020, 2022, đảng Cộng Hòa đã lấy lại được quyền đa số. Và bây giờ thì tất cả các tiểu bang đã chấn chỉnh lại. Tất cả các tiểu bang đã chấn chỉnh lại. Do đó thì anh không nghĩ rằng là nó sẽ xảy ra cái biến cố giống như năm 2020. Ok? Mà anh sợ cái biến cố khác nó khủng khiếp hơn. Còn cái chuyện mà em cho là gian lận Ngưng phiếu này nọ đó Thì anh nói với em đó là nó đã được chấn chỉnh lại mấy năm nay rồi Ok Tại sao lúc này Do Thái tấn công quân sự nhiều mặt trận như anh Đâu phải tại Do Thái đâu Tại Hezbollah Họ ráo riết tấn công vào lãnh thổ Do Thái Khiến cho Do Thái Họ đã không có đất rồi Bây giờ dân phải di tản ở vào trung tâm Họ phải đối diện với tình trạng mà nhiều người dân ở phía Bắc tràn vào cái khu vực trung tâm họ phải giải quyết cho nên họ phải tấn công vào lại Hezbollah để giải quyết an toàn cho mặt trận phía Bắc chứ. Để người dân yên tâm trở lại cái khu vực phía Bắc để sinh sống chứ. Nước nước cho Thái đã nhỏ rồi. Mà bây giờ không có đất mà bây giờ dân nó lại phải tràn vào khu vực ở trung tâm ở Tel Aviv, ở Jerusalem. Rồi cái khu vực phía Bắc thì bỏ trống. Do đó họ cần phải giải quyết cái mặt trận này để cho người dân họ an tâm lạc nghiệp ở đó trước. Ok. Iran tuyên bố nội gián làm việc cho Do Thái cũng chính là thành viên lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran có lẽ là thủ lãnh tối cao sợ người thân cận bán đứng không anh? Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng là Do Thái có rất nhiều mạng lưới hoạt động gián điệp ở tại Iran. Họ là thuộc cơ quan tình báo Mossad và kể cả một phần của cơ quan tình báo đối nội Sinbad. Có điều là họ là người Iran, chứ không phải họ là người Do Thái. Họ là người Iran, họ làm việc với cơ quan tình báo. Do đó, tôi nghĩ rằng là Iran sợ là đúng, là bởi vì à, bây giờ quý vị thấy rõ là phía của Iran đang lo sợ tới mức mà nhà lãnh đạo tối cao phải dời đi một nơi khác lần đầu tiên trong 45 năm có nghĩa là họ rất sợ nha có lẽ Iran cũng vỏ mồm còn trên thực tế rất sợ phải khai chiến với Do Thái tại vì khai chiến với Giao Thái có nghĩa là nó sẽ đi tới tình trạng là cuộc chiến diễn ra ở đâu ở lãnh thổ của Iran hay lãnh thổ của Do Thái mà nếu lãnh thổ của Iran thì coi như là họ sẽ banh sát đó. Còn Do Thái thì bất kỳ một cái cuộc tấn công nào vào lãnh thổ Do Thái đều được Hoa Kỳ đồng minh và Do Thái bắn chặn hết. Tức là cuộc chiến này sẽ không xảy ra trên lãnh thổ của Do Thái. Nhưng nó sẽ xảy ra trên lãnh thổ của Iran. Thì nước nào mà cuộc chiến xảy ra trên mạng lãnh thổ của họ là họ đều thiệt hại hết nha. Rồi, à, à. Ok, có một người gì đây? À, tôi yêu Việt Nam ha. Rồi cảm ơn em luôn, anh chặn em luôn. Ok. Tại vì em vô đây em nói những chuyện không đâu giờ đâu không à. Cái channel của anh là cái diễn đàn của anh. Cái diễn đàn này là tập trung vào thời sự mỗi ngày. Không phải để cho em vào đây nói đập nói, nói tầm bậy tầm bạ. Em vào đây nói tầm bậy tầm bạ thì em bị chặn và bị block luôn, khỏi vào diễn đàn của anh nữa nha. Tháng 11 này ông Trâm có chắc chắn không? Đi hỏi ông đi hỏi ông Trâm. Không ai nói chắc chắn 100% và cũng không ai biết được kết quả bầu cử tại Hoa Kỳ hết. Đã nói 100 lần rồi mà cũng có kẻ cứ lặp đi lặp lại các câu hỏi này hoài, ok. Rồi, nếu chua, nếu cho Thái không tấn công Da'ris Hezbollah thì sẽ bị mất uy tín trên chính trường quốc tế không chú? Dạ, tại vì cuộc chiến của Hamas, họ đã bị mất dần rồi. Hamas đã thành công một phần nào? Cho tới khi mà thủ lãnh của Hamas bị sát hại tại Tehran thì mới trở được một chút. Và bây giờ tới cuộc chiến của Hezbollah. Còn nếu mà tên thủ lãnh này còn sống. Thì có lẽ là do Thái sẽ mất tư thế ở trên chính trường quốc tế đó. Nha. Lebanon hiện tại có giống Hồng Kông một quốc gia hai chế độ không an công ri Hezbollah không có hệ thống phòng không như chính quyền dân sự. Thật sự hai cái khác nhau. Hồng Kông là một mảnh đất thuộc địa, còn Lebanon là một quốc gia có chủ quyền. Hai cái khác nhau. Mặc dù nhóm dân quân này nó thao túng cái nền chính trị của He của Lebanon nhưng mà nó không có tư thế chính thức trên chính trường của Lebanon ngoại trừ một vài thành viên của nó nằm ở trong quốc hội còn trên quy tắc thì nhóm Hezbollah vẫn bị xem là khủng bố mà Hoa Kỳ và Liên Hiệp và Âu Châu vẫn coi là terrorist tức là khủng bố mà đúng không do đó nó không có giống gì cả còn Hồng Kông ngày xưa là thuộc địa của anh anh đã thuê 99 năm rồi bây giờ trả lại cho Trung Quốc that's it nó không có gì khác, nó không có gì giống nhau hết, nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Lướt qua một số những cái đọc rồi nha, OK. À, nhắc lại một lần nữa, cái channel của Phong, Phong đã nói rồi, trong cái chương trình tin tức thời sự mỗi ngày là chúng ta tập trung vào thời sự. Chỉ có cuối tuần chúng ta mới có đề tài mở rộng. Do đó, những người nào mới bước vô cái channel của Phong, cẩn thận, coi đọc tất cả comment để mà biết là người ta đặt câu hỏi cái gì đừng có thấy mở diễn đàn ra rồi cứ nghĩ là câu hỏi nào cũng đặt vô được cái gì cũng đặt vô được hết thì quý vị sẽ bị block đó tại vì tôi không cần những người này tôi không cần những người thấy có diễn đàn bày đặt nhảy vô đặt câu hỏi này câu hỏi kia lung tung cái diễn đàn tôi nó đâu ra đó lắm muốn nói chuyện trên trời dưới đất chờ thứ bảy và chủ nhật còn từ thứ hai tới thứ sáu là tập trung vào thời sự để cho tất cả mà quý vị thấy bây giờ tám chín ngàn người coi ở bên ngoài người ta hiểu bản tin hơn đó là mục tiêu của tôi khi mà đọc comment của quý vị chứ không phải là cái kiểu mà gọi là muốn vớ vẩn nói những cái chuyện vớ vẩn muốn nói chuyện vớ vẩn chờ thứ bảy chủ nhật đi nhất là những người mới vào viễn diễn đàn và thứ hai đã biết cái channel của tôi rất kỵ những cái chữ tầm bậy tầm bạ của cộng sản đừng nên dùng những cái chữ sao kê phong bạc phong bại gì đó hay là là nó không phải là có nghĩa gì cả nó chỉ là những cái chữ tầm bậy tầm bạ của cộng sản lôi lên lên dùng thôi tôi không muốn những cái chữ này xuất hiện ở trong cái channel của tôi Ok. Do đó quý vị quý vị rất cẩn thận trong cái việc sử dụng ngôn ngữ, từ chữ công nghệ, phong bạc cho tới uh, uh, gì, cái gì sao kê đó là dứt khoát sẽ không có trong channel nào của tôi. Tại vì những chữ này là những chữ tầm bậy tầm bạ, nó không có nằm trong cái từ điển của Việt Nam, nó không phải là ngôn ngữ của Việt Nam, chỉ là cái chữ tầm bậy tầm bạ cộng sản mang lên thôi. Ok. Do đó quý vị nên cẩn thận khi mà dùng ngôn ngữ và thứ hai là nhớ bám vào chủ đề của thời sự nha. Nhìn vào tỷ lệ các cuộc ai làm tổng thống thì biết ai gần như là tổng thống anh phong. Nổ. cứ Quý có biết là năm 2020 đám em của tôi ở Hilton là thiếu thiếu điều muốn tán gia bại sản khi thấy ông Trump thua không? Ai cũng đã và cá cược rất là lớn ông Trump thắng. Cuối cùng Trump thua đó. Đừng có nhìn vào tỷ lệ cá cược tại vì không có ai đoán được kết quả bầu cử của nước Mỹ cả. Cho tới giờ phút cuối cùng không ai đoán được cả. Cả một năm 2016, tất cả 80% báo chí đều chúc mừng cho Hillary Clinton mà. Đều nghĩ rằng Hillary Clinton thắng mà. Và dân Mỹ cũng vậy. Và kể cả những người bỏ phiếu cho ông Trump cũng vậy. Họ cũng nghĩ là ông Trump không thắng nổi. Nhưng kết quả ông Trump thắng. Do đó, đừng có dựa vào những cái cá cược hay thăm dò. Mà phải chờ tới giờ chót mới biết được nha. cuộc chiến giữa Israel và Iran xảy ra tại Iran y Mỹ của các tham chiến công chúng, Mỹ không tham chiến nhưng Mỹ sẽ đóng vai trò kèm chế bên ngoài. Tức là cuộc chiến hai bên giao giao tranh với nhau, Mỹ không can dự. Nhưng Mỹ sẽ ngăn chặn tất cả những cuộc tấn công của Iran nhắm vào các tàu khác ở trên cái eo biển Hormuz. Mỹ sẽ ngăn chặn, tức là Iran muốn tấn công những cái tàu mà di chuyển ở đây để uy hiếp thì lúc đó Mỹ sẽ ngăn chặn, nhưng Mỹ sẽ không can dự vào cuộc chiến Iran tấn à, Iran bị tấn công. Mỹ sẽ không can dự. Nhưng mà nếu Iran tấn công vào lãnh thổ Do Thái thì Mỹ sẽ giúp cho Do Thái phòng đỡ. Thì cái đó có nha. Rồi. Tôi nghĩ Trung Quốc họ nghĩ vũ khí của họ không đủ mạnh mà cho nổ à, banh quá nên chưa dám tấn công Đài Loan. Thật sự cái việc không tấn công Đài Loan không phải do vấn đề vũ khí mà là do vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Nội bộ của họ gây gắt và tới cái mức không còn chọn lựa thì họ sẽ tấn công. Còn bây giờ nội bộ của họ vẫn còn thương thảo được thì họ chưa đến mức tấn công Đài Loan tại vì tấn công ở trong giai đoạn này không có lợi cho họ. Nhưng mà bởi ở thế bắt buộc phải tấn công. Do đó tôi mới nói là bắt đầu từ lúc mà ông Lai Chinh Tê trở thành tổng thống cho tới năm 2027 thì chúng ta sẽ không biết được chuyện gì xảy ra. Trung Quốc có tấn công hay không? Nó tùy thuộc vào nội bộ Trung Quốc nó căng tới mức độ nào nha. ok à hy vọng ông trump đắc cử sẽ ân xá cho edward snowden và ông này sẽ quay về mỹ được bổ nhiệm vào nội các không anh câu trả lời là không ông trump sẽ không ân xá và edward snowden cũng không còn là quốc tịch mỹ nữa ông ta là quốc tịch nga ông ta là quốc tịch nga rồi cho nên ông trump sẽ không nhắc tới edward snowden nữa ok mặc dù rằng mình biết cái hành động của ông ta đã bị chụp mũ nhưng mà bây giờ ông ta chính thức nhập quốc tịch Nga rồi. Cho nên là không còn là ông ta không còn là công dân Mỹ nữa nha. Nếu cuộc chiến Iran và Do Thái diễn ra thì Ukraine sẽ thất thủ hoàn toàn trước Nga vì Mỹ và đồng minh sẽ dốc sức hỗ trợ cho Do Thái. Chưa chắc. Đâu phải là Mỹ dốc sức hỗ trợ cho Do Thái thì sẽ bỏ rơi Ukraine đâu. Nên nhớ, ở bên Âu Châu có 32 quốc gia lệnh nằm trong liên minh NATO. 32 quốc gia. Do đó còn ở Trung Đông, Hoa Kỳ với một số đồng minh thôi. Trong đó có OK có Pháp, có Ý, có nhưng mà các quốc gia còn lại là ở Trung Đông, Vương quốc Ả Rập thống nhất, Saudi Arabia, Jordan, Ai Cập. Còn toàn bộ giới đồng minh của Âu Châu đâu can dự vào. Họ vẫn đủ sức để mà hỗ trợ cho Ukraine và Hoa Kỳ cũng có thể đủ sức chi phối hai ba cuộc chiến mà, đúng không? Rồi tiếp tục, ok à Quân đội Lebanon bó tay nhìn do Thái đập Hezbollah tại sao vậy anh? Tại vì Lebanon họ không can dự vào được. Về quy tắc họ không can dự vào được. Nhưng mà họ nhắm mắt nhắm mắt bảo cho Hezbollah quậy thì bây giờ Hezbollah trả giá, ok? Theo chú, sau đây Arabia có ủng hộ cho do Thái tiêu diệt đám Hezbollah ra khỏi Lebanon không chú? Nếu như mà do Thái tiêu diệt họ không ủng hộ. Nhưng mà nếu do Thái tiêu diệt được Hezbollah thì họ sẽ mượn cái câu, câu chuyện này để dập luôn đám Hoti. Tại vì trên quy tắc à, tại Yemen đó là cuộc chiến của Houthi với lại các quốc gia Ả Rập do Saudi Arabia dẫn đầu diễn ra mấy năm trước. Nhưng mà đến thời Joe Biden thì bị ngưng lại. Bởi vì Joe Biden lấy Houthi ra khỏi danh sách khủng bố. Cho nên là đã, các quốc gia Ả Rập dừng lại. Rồi sau này khi mà Houthi tấn công lại thì Joe Biden đưa cái gia nhóm này vô lại danh sách khủng bố. Thì bây giờ các quốc gia đang tỏa sơn quan hậu, quan hậu đấu. Tức là họ chờ đợi cho Do Thái mà tấn công mà tiêu diệt được Hezbollah thì các quốc gia Ả Rập sẽ tiêu diệt đám Thi ngay. Họ sẽ đưa quân vào Yemen để tiêu diệt đám Houthi, phục hồi lại chính quyền Yemen yeah. nha. Ok. Ông Trump đắc cử có thể yêu cầu Ukraine chấp nhận bốn vùng lãnh thổ của Nga bị chiếm đóng đi kèm việc buộc Nga phải chấp nhận tỉnh kết thuộc về Ukraine không anh vì lấy đất đâu đất. No. Ông Trump đã nói với Zelensky rồi, tôi sẽ giúp cho các anh giữ nguyên lạc vẹn lãnh thổ và chấm dứt cuộc chiến này. Đó là lời phát biểu của ông Trump với Zelensky. Ok, là tôi sẽ giúp cho các anh giữ nguyên vẹn lãnh thổ và chấm dứt cuộc chiến này. Đó là lời phát biểu của ông Trump, chứ không có cái kiểu mà gọi là nhận bộ hay không nhận bộ. Ok. lần đầu tiên trong lịch sử ứng cử viên thống đồng, tổng thống bị đe dọa ám sát bằng tên lửa chưa cái đó là cái uh, của tôi thôi tức là hai vụ ám sát là những tên amateur còn bây giờ những cái vụ ám sát sắp tới có nếu có thể nếu có thể xảy ra là đám chuyên nghiệp mà đám chuyên nghiệp thì nó có thể dùng bất cứ loại vũ khí nào đó là cái success của tôi thôi chứ chưa có một tờ báo nào nói rằng là ông trump sẽ bị đe dọa bằng tên lửa hết cái đó là cái success tức là cái dự đoán của tôi thôi là còn một ít nhất một hai lần ám sát nữa chứ không phải không và những lần kế tiếp này có thể là những tên chuyên nghiệp những tên professional và những tên professional đó thì nó sử dụng rất nhiều là lại nhiều vũ khí khác nhau chứ không có cái tờ báo nào nói là ông trump bị đe dọa bằng hỏa tiễn cả nha rồi tiếp tục em tin sau khi do thái làm suy yếu hamas và Hezbollah hoti thì saudi arabia sẽ mạnh dạng à, ban giao với do thái hơn thì tôi nghĩ rằng là chuyện này sẽ đi tới giai đoạn đó nhưng có lẽ như Saudi Arabia còn chờ đợi tại vì họ thấy là cái chính quyền chơi bên đi cái chính sách quá mềm dẻo và quá nhu nhược tạo ra sự bất ổn cho nên họ từ chối, họ không làm việc. Nữa. Nhưng mà có thể họ đợi cái chính quyền kế tiếp lên, họ sẽ thúc đẩy một cái chính sách cứng rắn hơn và lúc đó có thể cái chính quyền kế tiếp sẽ giúp cho Do Thái ban giao với Saudi Arabia. nha, yeah. Ok Iran là quốc gia hậu thuẫn lớn nhất cho các tổ chức khủng bố lớn ở Trung Đông, phải không Hồng Giáp. Tất cả các tổ chức khủng bố này thuộc hệ phái Hồi giáo Shiite đều nằm dưới sự hỗ trợ của lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran. Tất cả hết. Do đó, phải nói rằng là từ Hezbollah, Hamas, Houthi, Islamic Jihad cho tới Resident Islamic, những nhóm Hồi giáo này đều là những nhóm Hồi giáo do Iran hỗ trợ. <laughs> họ hoạt động ở giải Gaza, ở vùng tây ngạn, ở Syria, ở Iraq và ở Yemen. thì đây là những cái nhóm hồi giáo mà Iran hỗ trợ. họ thuộc hội hệ phái hồi giáo Shiite. hai hệ phái Sunni và Shiite. Sunni thì có đám hồi giáo uh, cực đoan là nhóm ISIS hay còn gọi là ISIL. Uh. thì nhóm này đã bị đánh bại rồi. bây giờ trốn ở trong rừng rồi. thì bây giờ cái hệ phái Shiite này nó đang làm uh, nó đang lũng đoạn tại Trung Đông nó chiếm gần hết một số những cái vùng lãnh thổ ở xung quanh khu vực Trung Đông. Thì quý vị thấy là ở Syria đó là nhóm Hezbollah nhiều lắm. Rồi à, ở tại miền Nam Lebanon. Đây là những cái mà tôi đã nói nói quý vị là sẽ không giải quyết được tận gốc rễ nếu như không tiêu diệt những nhóm khủng bố này. Đó là cái mà tôi đã từng nói với quý vị rất nhiều lần. Rồi cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của tnp channel xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi chúng ta sẽ gặp lại sau bye bye